Con ước mơ là con làm bác sĩ, nhưng mà gia đình con không có đủ điều kiện. Ước mơ của con là bác sĩ, con sẽ cố gắng hết mình để đạt được ước mơ của con. Con muốn giúp đỡ những người không có tiền đi bệnh để chữa. Con muốn ăn cùng bố một bữa cơm. Tại vì lúc ăn cơm có đục ngoài. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Con tên Nguyễn Lan Anh ạ, con học lớp 8. Con học trường trung học cơ sở xã An Đà. Hiện nay con đang ở với bà nội, với bác, với hai em ạ. Bố con mất từ lúc con 3 tuổi ạ. Lúc bố cháu mất là cháu lớn, cháu Lan Anh là 3 tuổi và cháu Ngọc Ánh mới có 3 tháng thôi ạ. Thế còn bố cháu mất bị tai nạn đắm thuyền cứu người ạ. Thì mẹ cháu lập gia đình mới thì lúc bấy giờ là cháu chuyển đi. Thì tôi, ba bà cháu là ở với nhau. Cuộc sống của con không có bố mẹ, có con muốn ăn cùng bố một bữa cơm. Tại vì lúc ăn cơm có đục ngoài. Con tên là Khổng Anh Dương, năm nay con 11 tuổi, con đang sống với mẹ và hai em. Một em gái đang học lớp 5 và năm nay là 10 tuổi. Còn em út là năm nay lên lớp 2 là 7 tuổi. Bố con mất vào năm 2022 vì bệnh ung thư. Bây giờ chỉ có bốn mẹ con nương tựa vào nhau thôi. Lúc đó tôi mong ước là thời gian có thể quay lại cái thứ, nếu mà biết phát hiện sớm để chữa chạy có khi khỏi. Thời gian đó tôi kiếm tiền chạy chữa cho chồng. Xong chồng lúc bị nặng quá là chồng bảo thôi không ấy nữa, tốn nhiều quá rồi. Lúc đó con chỉ có 10 tuổi. Con không muốn nhớ bố con mất như thế nào hết. Con ước mơ là con làm bác sĩ, nhưng mà gia đình con không có đủ điều kiện. Con tên là Đinh Thị Ngọc Trâm, con học lớp 7 trường trung học cơ sở Định Hóa. Con đang sống với bà ngoại ạ. Con còn có một người chị cả nữa. Bố con mất năm 2012 bị bệnh thận ạ. Mẹ con mất năm 2020 vì bị bệnh lupus ban đỏ ạ. Tôi tên là Đoàn Thị Hương. Tôi là của bà nội của Đinh Phương Thảo và Đinh Ngọc Trâm ạ. Khi mà con tôi nó mất đi thì tôi, cảm xúc của tôi lúc nào tôi cũng nhớ thương con rồi. Con râu cũng vậy, con dai vậy, lúc nào tôi cứ nhớ. Ước mơ của con là bác sĩ, con sẽ cố gắng hết mình để đạt được ước mơ của con. Con muốn giúp đỡ những người không có tiền đi bệnh để chữa. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Đón xem Mái Ấm Gia Đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.